Khoảng một năm trước, mình có xem được một video của chú Hiếu TV, đó là Mặc Kệ Thiên Hạ Nghĩ Gì. Thú thật, đó là cái ước mơ của mình các bạn. Bởi vì ngay từ nhỏ, mình đã là một người rất là đặt nặng suy nghĩ của người khác về mình. Tới mức như thế này các bạn, lúc nhỏ có một lần mình đi ăn ở một cái quán cơm với lại ba mẹ của mình. Và mình muốn xin một cái chén tương ớt để mình ăn kèm. Nhưng mà mình không dám mở miệng ra để xin. Nên là mình phải năn nỉ ba xin giúp mình. Bởi vì mình sợ là khi mình mở miệng ra mình kêu chủ quán thì những người xung quanh sẽ nghe thấy và họ sẽ bắt đầu có những cái suy nghĩ về mình, kiểu như là ủa tại sao thằng này phiền quá vậy, ủa tại sao nó đòi hỏi nhiều quá vậy. Mình sợ những cái suy nghĩ đó và mình bị như vậy từ lúc nhỏ luôn rồi. Nên là lớn lên mình có một cái thói quen rất là tai hại, đó là mình luôn cố gắng làm sao để làm hài lòng người khác. Ai nhờ cái gì thì đại đa số mình cũng đều đồng ý hết. Mình luôn bỏ qua những cái suy nghĩ của mình để mà làm theo những cái mà người khác muốn. Ví dụ như nếu có một ai đó mà gọi điện bán hàng cho mình thì mình sẽ nghe cho bằng hết, chứ mình không bao giờ dám cúp máy giữa chừng. Hoặc là nếu mà mình đi ăn ở một quán nào đó mà người ta làm sai cái món mà mình đã gọi thì mình cũng sẽ ngồi ăn cho bằng hết, chứ mình cũng không có dám kêu người ta làm lại món khác. Và cái điều này nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cảm xúc của mình các bạn. Ngay tại chính cái thời điểm đó thì không sao, bởi vì mình nghĩ là làm vậy thì cả hai bên đều vui. Nhưng mà khi mình về nhà nghĩ lại thì mình cảm thấy rất là bức bối trong người. Bởi vì vốn dĩ là mình không có cần phải làm những cái chuyện đó. Và mình cũng biết là mình cần phải thay đổi. Nhưng mà cứ mỗi lần có chuyện xảy ra là nó cứ lặp đi lặp lại cái thói quen cũ. Và cũng rất là may mắn, sau rất là nhiều năm đóng cái vai làm hài lòng người khác đó, thì gần đây mình cũng đã hoàn toàn thoát được khỏi cái vai diễn đó và sống thật với lại cái mong muốn của mình. Nó thoải mái lắm các bạn, bởi vì mình có thể nói ra mọi điều mà mình mong muốn. Và quan trọng nhất là mình vẫn có thể giữ được cái mối quan hệ tốt với cái người đối diện. Nên là trong video này mình muốn chia sẻ lại với các bạn những cái cách tư duy và những cái cách làm của mình để các bạn có thể vượt qua được cái cảm giác làm hài lòng người khác nhưng mà vẫn giữ được cái sự yêu quý và vẫn giữ được những cái mối quan hệ chất lượng. Cụ thể thì có 4 bài học để giúp mình làm được cái chuyện đó. Bài học đầu tiên đó là mình nhận ra việc làm hài lòng người khác không đồng nghĩa với việc là họ sẽ yêu quý các bạn. Thông thường chúng ta cố gắng làm hài lòng người khác là bởi vì chúng ta muốn người khác thấy mình là một cái người tử tế và muốn họ yêu quý mình. Nhưng mà thực tế thì chính cái hành động đó nó lại khiến cho người khác cảm thấy các bạn là một người rất là dễ dãi, các bạn không tôn trọng giá trị của chính bản thân mình. Và nó dẫn tới cái hậu quả là họ cũng không tôn trọng giá trị của bản thân các bạn. Lý do đơn giản là vì people treat you the way you treat yourself. Một cái câu chuyện cho các bạn dễ hình dung. Mình có một cái người bạn mà ấy làm ở trong một cái tập đoàn rất là lớn. Bạn này là một người rất là nice, bạn ấy luôn cố gắng để giúp đỡ mọi người và cố gắng làm hết mình cho cái công việc của bạn ấy. Và có rất nhiều lần cấp trên của bạn ấy giao việc cho bạn ấy rất là gấp và bạn phải thức cho tới tận 2 giờ sáng để mà hoàn thành cái công việc đó. Nhưng mà các bạn biết là do là khi mà bạn nộp cái việc đó lại cho cấp trên á, thì bạn ấy đợi cho tới một tuần sau bạn cũng chưa thấy cái người cấp trên đó xem cái tin nhắn ấy của bạn. Và dù là bạn biết cái chuyện nó xảy ra nhưng mà những lần sau thì bạn cũng không từ chối, bạn vẫn cố gắng giúp cái người đó. Và tưởng chừng đâu khi bạn làm như vậy thì ít nhất những người xung quanh sẽ yêu quý bạn ấy, đúng không? Nhưng mà không, cho tới một ngày bạn mới phát hiện ra một cái sự thật, đó là chính cái người đó đã nói xấu sau lưng bạn ấy. Bất ngờ đúng không các bạn? Và rồi chưa hết nha, sau này khi bạn ấy gặp khó khăn trong cái việc xin tăng lương thì cũng không có bất cứ một ai đứng ra nói giúp bạn ấy, không có bất cứ một ai trong cái nhóm đó cả. Khỏi phải nói thì các bạn cũng hình dung được là bạn mình cảm thấy bị đả kích như thế nào và bạn đã phải thay đổi nhiều như thế nào sau khi mà biết được những cái chuyện này. Nên là chưa chắc gì việc các bạn làm hài lòng người khác đã giúp người khác yêu quý các bạn. Nhưng mà chắc chắn có một điều sẽ xảy ra, đó là nó sẽ khiến các bạn vô tình đánh mất đi cái giá trị của chính bản thân mình. Và thật ra đối với mình, để các bạn xây dựng được những mối quan hệ thực sự chất lượng thì nó cũng không nên đi từ cái việc đó là các bạn cố gắng làm hài lòng người khác, các bạn biến mình thành một cái con người khác để người khác yêu quý mình. Dù là cái chuyện đó nó có thành công đi chăng nữa thì các bạn cũng không thể duy trì lâu được. Tới một lúc các bạn cảm thấy mệt mỏi rồi, các bạn bắt buộc phải từ chối họ, thì đó cũng là lúc họ sẽ trở mặt lại với các bạn. So, vậy thì đâu mới là cách để các bạn có thể xây dựng được những cái mối quan hệ thực sự chất lượng? Thì cái tư duy tiếp theo trong video này sẽ giúp các bạn làm được chuyện đó. Và đây cũng chính là cái động lực lớn nhất thúc đẩy mình nói ra tất cả những gì mình mong muốn. Tư duy thứ hai mình học được, đó là sự thẳng thắn sẽ luôn dẫn tới những kết quả tốt hơn. Các bạn để ý, thông thường khi chúng ta không dám nói ra một điều gì đó là bởi vì chúng ta sợ khi mình nói ra người khác sẽ bị phật lòng, nó sẽ dẫn tới những cái kết quả không tốt và người khác sẽ không còn yêu quý mình nữa. Nhưng mà thật ra cái chuyện đó nó không đúng. Sau rất là nhiều lần thẳng thắn nói ra cái quan điểm của chính bản thân mình thì cái kết quả mà mình nhận lại được nó luôn tốt hơn so với ban đầu. Và thậm chí cái mối quan hệ của mình với là cái người đó nó còn bền chặt hơn so với trước nữa cơ. Em mình sẽ lấy một ví dụ cho các bạn dễ hình dung. Mình có một người bạn ở trong nhóm và tụi mình làm việc với nhau được rất là lâu rồi, tới bây giờ chắc cũng phải được 5 năm rồi đó. Thì trước đây có một cái việc không hay xảy ra, đó là khi mình giao việc cho bạn ấy làm thì bạn sẽ
thường bị mắc phải những cái lỗi sai nho nhỏ. Nó không phải là những cái sai lầm đáng kể, nhưng mà những cái lỗi đó nó sẽ mất thời gian để mình ngồi mình chỉnh lại. Mình thì hoàn toàn không thoải mái về chuyện này, nhưng mà thôi mình cũng im lặng, bởi vì mình nghĩ là đằng nào mình với bạn ấy cũng làm bạn được rất là lâu rồi. Cho tới một lúc mình không chịu được nữa, mình bắt buộc phải nói ra những cái gì mà mình đã suy nghĩ. Mình nói rõ với bạn là mình không hề thích cái cảm giác này. Bạn bắt buộc phải thay đổi, nếu không thì mình nghĩ là chắc chắn chúng ta sẽ không làm việc được với nhau nữa. Thì nghe xong bạn cũng có phản hồi với mình lại là bạn cảm thấy rất là sửng sốt. Lúc đó thú thật với bạn thì mình cũng đã nghĩ là chắc là mình mất một người bạn và cũng mất luôn một cái người đồng đội đã làm việc lâu năm với nhau. Tuy nhiên rất bất ngờ là chỉ sau một tháng, bạn đã có một cái sự tiến bộ rõ rệt ở trong công việc. Mỗi lúc mà mình giao cho bạn một cái công việc nào đó, bạn sẽ làm một việc mà trước đây không hề có. Đó là bạn sẽ nhắc lại tất cả những cái yêu cầu của mình để xem bạn có hiểu sai cái phần nào hay không. Xong rồi bạn mới bắt đầu đi làm. Và sau khi bạn làm xong, bạn sẽ chụp lại tất cả những cái bạn đã làm, gửi cho mình để xem là bạn có bị thiếu sót hay là bạn có làm sai cái phần nào không. Và đúng là bây giờ đã không còn những cái lỗi sai nho nhỏ giống như đây rồi. Và kết quả là hiện tại mình với bạn ấy vẫn làm việc chung với nhau. Và như các bạn thấy, đó rõ ràng là một cái kết quả tốt hơn trước rất rất là nhiều. Nếu mà lúc đó mình không chịu nói ra thì chắc là tới bây giờ mình vẫn còn khó chịu và ngồi phải chỉnh sửa lại những cái lỗi sai nho nhỏ đó liên tục. Nên mỗi lúc mà mình sợ không dám nói ra một cái điều gì đó, mình sẽ luôn nhắc bản thân là gì? Không được, mình phải vượt qua được cái cảm giác này. Bởi vì khi mà mình nói ra được cái quan điểm của mình rồi thì cái kết quả mình nhận lại được nó sẽ luôn luôn tốt hơn so với ban đầu. Bởi vì khi mà các bạn nói ra được cái suy nghĩ thật sự của mình thì cả hai bên sẽ hiểu được đúng cái mong đợi của nhau, và cả hai bên sẽ đáp ứng đúng được cái mong đợi đó của nhau hơn. Và ngoài ra mình cũng để ý được một chi tiết như thế này các bạn, đó là ai cũng sẽ có khả năng xử lý một chút cảm xúc tiêu cực. Có thể ngay cái lúc mà các bạn thẳng thắn nói ra điều mình muốn thì đối phương sẽ cảm thấy không vui thật, nhưng mà nó chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi. Và mình tin là không có bất cứ ai có thể gục ngã chỉ bởi vì một chút cảm xúc tiêu cực đó. Và thật ra nếu mà có cái cảm xúc tiêu cực đi chăng nữa thì nó cũng là một cái phần bắt buộc chúng ta phải trải qua để đi tới được cái bước giải quyết vấn đề cùng với nhau. Ví dụ như là khi mình nói ra cái cảm xúc khó chịu của mình với lại cái người bạn trong nhóm của mình, thì thật ra ngay chính cái thời điểm đó bạn cũng cảm thấy rất là sửng sốt, có thể bạn cảm thấy buồn hay gì đó, nhưng mà nó cũng chỉ tạm thời thôi. Sau đó thì cả hai tụi mình đã làm việc với nhau tốt hơn trước rất nhiều. Mấu chốt ở đây là làm sao để thẳng thắn nhưng vẫn có thể giữ được cái mối quan hệ tốt với người khác. Và để làm được chuyện đó, chúng ta sẽ cần biết tới cái cách thứ ba, đó là trau dồi khả năng giao tiếp. Bởi vì thẳng thắn nó không đồng nghĩa với cái chuyện là các bạn sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu, thì người khác vẫn có thể đón nhận một cách dễ dàng và thoải mái nhất. Ví dụ như các bạn góp ý về lỗi sai của người khác nhưng mà các bạn không khiến họ cảm thấy khó chịu, là các bạn từ chối đi chơi với bạn của mình nhưng mà bạn không khiến họ cảm thấy là các bạn đang thiếu tôn trọng họ. Và có hai cách để mình làm được chuyện đó. Thường thì khi mình góp ý cho người khác thì cái cách đầu tiên mình sẽ làm đó là mình công nhận ý tốt người khác trước, rồi sau đó mới nói ra quan điểm của mình. Ví dụ gần đây những bạn trong team edit của mình thì hay bị trễ deadline và hay bị sai những cái lỗi nhỏ nhỏ, thì khi góp ý mình không có ngay lập tức bay vào chỉ trích và nói những cái mình muốn, mà mình công nhận cái nỗ lực của mọi người trước. Cụ thể đây chính xác là những gì mình nói. Mình nói là tất cả những góp ý của tôi đều là dựa trên tinh thần tôi biết mọi người đã nỗ lực để làm cái công việc này, nhưng có thể là vì một cái vấn đề gì đó khiến cho mọi người chưa làm tốt nhất có thể, nên là bây giờ chúng ta cần cải thiện cái chuyện đó. Đại loại là như vậy. Rồi sau đó mình mới nói ra cái mà mình thật sự mong muốn. Khi các bạn làm như vậy thì đối phương sẽ dễ tiếp nhận ý kiến của các bạn hơn rất là nhiều. Bởi vì đôi khi là người ta có ý tốt thật, nhưng mà bởi vì người ta chưa làm đúng ý của các bạn thôi. Nên là đừng chỉ nói cái mình muốn, hãy công nhận cái ý kiến và cái nỗ lực của người khác trước. Cách thứ hai đó là khi thẳng thắn thì mình sẽ không có đánh giá con người, mà mình chỉ đánh giá cái vấn đề thôi. Ví dụ khi mình góp ý cho các bạn team edit thì mình sẽ không có nói là bạn là người thiếu kỷ luật, bạn là người vô trách nhiệm vân, mà mình chỉ nói về những gì đã xảy ra thôi. Mình nói là cái việc mọi người trễ deadline như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới team như thế nào, mình cảm thấy như thế nào và tại sao mọi người cần phải thay đổi. Khi làm như vậy thì các bạn sẽ tránh được cái tình huống là các bạn khiến người khác cảm thấy là các bạn đang xúc phạm cái nhân cách của họ. Còn nếu mà trong trường hợp các bạn đã cố gắng hết sức để tìm cách thẳng thắn rồi nhưng mà nó vẫn không có được một cái kết quả tốt, thì đó là lúc mà thực sự chúng ta nên xem xét lại cái mối quan hệ của mình. Bởi vì đâu phải là bất cứ một cái mối quan hệ nào các bạn cũng cần phải duy trì rồi, đúng không? Đối với mình thì những cái mối quan hệ nào mà các bạn không thể thẳng thắn được, các bạn bắt buộc phải biến mình thành một người khác để duy trì cái mối quan hệ đó, thì tốt nhất là chúng ta không nên có những mối quan hệ đó. Cách cuối cùng giúp mình vượt qua được cảm giác làm hài lòng người khác, đó là hãy dừng lại một nhịp trước yêu cầu của người khác. Khi các bạn nhận được một cái yêu cầu nào đó của người khác thì các bạn khoan hãy đồng ý ngay, mà các bạn hãy hỏi mình những cái câu này để các bạn xác định xem là các bạn có muốn và các bạn có cần phải làm hay không. Đầu tiên đó là mình có thật sự muốn làm chuyện này không. Thứ hai là liệu mình có muốn chịu đựng những cảm xúc tiêu cực đi kèm với nó hay không. Và một cái câu hỏi quan trọng nhất
đó là nếu bây giờ mình từ chối thì có chuyện gì to lớn xảy ra hay không. Ví dụ gần đây có một người gọi điện thoại cho mình mượn một số tiền rất là lớn, đổi ngược lại thì họ sẽ đưa cho mình giữ của họ một món đồ nó có giá trị tương đương với cái số tiền đó. Ban đầu thì mình cũng đồng ý luôn các bạn, bởi vì mình nghĩ thật ra nó cũng chẳng có rủi ro gì cả. Nhưng mà sau đó khi mình gọi điện thoại nói chuyện lại với ba của mình thì mình cảm thấy không ổn, bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra để mà lấy được cái món đồ đó và lấy lại được tiền thì nó cũng rất là khó. Mà nếu ở thời điểm đó mình giống như bản thân trước đây á, thì chắc là mình cũng đã cho mượn tiền luôn rồi, bởi vì mình đã lỡ đồng ý rồi. Nếu mà bây giờ gọi điện thoại lại từ chối sau khi đã đồng ý thì nó sẽ rất là kỳ, đúng không? Tuy nhiên lúc đó mình đã làm một cái việc rất là khác so với trước đây. Đó là mình ngồi xuống và mình tự hỏi trong đầu của mình những cái câu rất quan trọng như sau. Thứ nhất, đó là liệu mình có thực sự muốn cho mượn hay không? Thì câu trả lời là không. Lỡ có chuyện gì thì cũng sẽ rất là khó để có thể lấy lại được tiền. Câu hỏi thứ hai đó là liệu mình có muốn chịu nhiều cảm xúc tiêu cực như vậy hay không? Câu trả lời cũng là không. Bởi vì nếu bây giờ mình cho mượn thì suốt cái khoảng thời gian đó mình sẽ phải liên tục suy nghĩ về cái khoản tiền đó. Và một cái câu hỏi cuối cùng rất quan trọng đó là nếu bây giờ mình không cho mượn thì có chuyện gì to lớn xảy ra hay không? Câu trả lời cũng là không luôn. Bởi vì mình không có trách nhiệm để làm cái chuyện đó. Cùng lắm là họ không mượn của mình thì họ mượn của người khác vậy thôi. Thì sau khi cân nhắc những cái câu hỏi đó trong đầu của mình thì mình đã ngay lập tức gọi lại từ chối luôn. Vì thực sự là mình cảm thấy không có lý do gì để mà mình phải làm hài lòng người khác và rồi chịu cái cảm xúc tiêu cực đó trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Và thật ra khi mình từ chối thì người ta cũng ok luôn các bạn, cũng không có chuyện gì to tát xảy ra cả, sau đó thì người ta đi mượn chỗ khác thôi. Và sau nhiều lần như vậy thì có thêm một điều nữa mình nhận ra như thế này, đó là cảm xúc của người khác là trách nhiệm của họ, không phải của các bạn. Khi các bạn từ chối họ, đúng là họ buồn thật, nhưng mà thẳng thắn mà nói thì cái chuyện đó là chuyện của họ chứ không phải là chuyện của các bạn. Nói thì có vẻ hơi đau lòng nhưng mà sự thật nó là như vậy. Nhiệm vụ của họ là họ xử lý cái cảm xúc của họ, chứ các bạn không có nghĩa vụ phải lo giùm họ cái chuyện đó. Bởi vì các bạn cần nhớ một điều như này, khi mà các bạn nói có với người khác dù là các bạn không muốn thì thật ra các bạn đang nói không với chính bản thân mình. Và mình không có bất cứ lý do gì để phải chịu những cảm xúc tiêu cực mà vốn dĩ mình không cần phải chịu. Và thật ra để mà các bạn vượt qua được hoàn toàn cái cảm giác làm hài lòng người khác thì nó không đơn giản chút nào. Đôi khi các bạn sẽ phải nhận về những cái phản ứng không mấy tích cực từ người khác chỉ bởi vì các bạn đã thẳng thắn. Nhưng mà không sao hết, dần dần thì các bạn sẽ quen với cái chuyện đó thôi. Chỉ cần nhớ một điều như thế này, đó là các bạn không làm gì sai cả. Cuộc đời này vốn dĩ là của mình, mình sống theo ý mình, miễn là nó không làm hại tới ai là được. Chứ mình không có nghĩa vụ phải làm hài lòng bất cứ ai cả. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.